Sao mình không kiếm chỗ ở mà lại ở dưới dạ cầu như thế này vậy con? Dạ có chỗ ở nhưng mà nhà đó chỉ tắm chỗ đó thôi chứ không ở đó chỗ đó được. Sao vậy? Ủa? Vậy là nhiều mộ rồi khuất mặt khuất mày con ngủ không được, con có thấy gì không? Dạ giống như mẹ con ngủ không được đó, là cha con chỗ con cũng nhỏ cũng không được. Cái ngay chẳng có chỗ nhà quan đó sao không ở mà anh lại đây nữa? Mình thì có đứa cháu nhỏ nè, dạ. Rồi ở đẳng đêm cái nó ngủ không thẳng giấc là như có cái bàn thờ của quyền đó là như lớn quá. Lớn quá hả? Bị hai cái ly hương đó. Dạ. Hai tấm hình đó nữa. Để ngủ đêm nhỏ nó cọ kẹ hoài đêm nào ngủ không hết thôi lại cho cầu này ăn mà như khi đó. Ở lại cho cầu này ở thì lại ngủ ngon ngủ được như mình ở nhất. Ở đó mình có lúc nhà sinh không có mình ví dụ như mình tới cái nhà đó là người ta cho mình ở không à còn nước mình xài nhiêu mình đóng điện nhiêu điện mình xài dạ. Nhiêu đóng nhiêu dạ. Còn thì chủ yếu là ta để mình kêu mình ở đó đang thắp hương giùm ta khi chiều tối á dạ. Là như vậy rồi chứ mà không có tiền bạc hay chứ đó. Nhà dạ. Mà mình ở không vậy đó dạ. Rồi lại tối tối cái ngủ cái kiểu như chắc mình cũng thấy cái gì đó mới ngủ không được ngon ha. Ừ cái vía kia rất mạnh khỏe thì gì cứ thấy thấy bệnh bạ. Dạ. Anh có thấy không? Cũng có khi mình nằm chập mắt thấy mơ mơ màng màng vậy đó. Dạ. Thì cũng mình cũng khó ngủ nữa, chứ phải là con mình khó ngủ không? Dạ. Mình chuyển về đây mình ngủ chỗ dạ cầu này là thấy gì mà là mình ngủ ngon. Thì nó khó hơn, nó thoải mái hơn, với rằng ngủ cảm giác hơn. Dạ. Tuy nó gần hơi khó nằm hơn ở trên nhà thiệt. Nhưng mà thấy con ngủ còn đêm đứa nào nó thẳng nhất sáng khác. Dạ. Dạ em Tài Quân Minh Thời Kiên Giang xin kính chào quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay em Tài tình cờ đi ngang nơi đây thì bắt gặp được một cái hoàn cảnh là hiện nay đang sống ở dưới dạ cầu. Mà sao mà nhìn thấy chỉ có hai đứa con nít không à quý cô chú anh chị, chứ không thấy người lớn. Thì không biết là cái sự việc như thế nào mà lại có hai đứa trẻ em Tài độ khoảng cỡ 4-5 tuổi hoặc là 6-7 tuổi mà ở sống ở dưới dạ cầu mà lại dạ ở dưới sông nữa. Ở dưới sông chỉ cắt che một cái tum nhỏ xíu siêu à. Là ở dưới dạ cầu ở dưới á. Thì cho nên là thấy cũng hơi lạ. Thì em Tài có hỏi thăm qua bà con. Thì biết rằng là đã sống ở đây là 7-8 tháng nay rồi. Thì câu chuyện như thế nào thì em Tài xin mời cô chú anh chị qua bên sông cùng em Tài để hỏi thăm hai đứa trẻ đó như thế nào thôi cô chú anh chị. Dạ, trước khi qua vào video thì cô chú anh chị cho em Tài xin giới thiệu qua sản phẩm ngay đen ngại chống độc Cao Trung Sơn chút xíu ha cô chú anh chị. Dạ em Tài xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện nay em Tài đang có chia sẻ sản phẩm ngay đen ngại chống độc Cao Trung Sơn. Thì hộp này là hộp dạng hộp nhỏ quý cô chú anh chị. Hộp này là nó 260 viên, có cái giá là 450 ngàn. Còn đây là dạng hộp bột thì nó là 320 gram. Thì hộp này là có cái giá là 700 ngàn một hộp. Còn đây là hộp viên lớn, hộp này là nó trên 600 viên thì có cái giá là 900 ngàn. Hạt canxi Cao Trung Sơn thì có giá là 360 ngàn một hộp, là nó 20 gói được tặng kèm thêm một cái ly nữa cô chú anh chị. Còn đây là dạng hộp bột nhỏ thì nó 150 gram thì có cái giá là 350 ngàn quý cô chú anh chị. Dạ thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị mua bất kỳ một sản phẩm nào em Tài cũng tặng kèm thêm cho cô chú anh chị bình hộp hỗ trợ dạ dày. Thì nhà này mình nếu mà có hai người bị đau bao tử thì nói lên em Tài sẽ tặng cho mình hai hộp. Đó là trên đây có số điện thoại của em Tài luôn. Số thứ nhất là 0945101202 và số 0945101203 và thêm một số nó 0972757875. Thì gặp bên em Tài sẽ tư vấn cho cô chú anh chị mình nha. Thì em Tài có chia sẻ về sản phẩm mật ong gừng nguyên chất 100% luôn ha quý cô chú anh chị. Dạ còn bây giờ thì em Tài xin mời cô chú anh chị mình xem video tiếp theo. Chú chào hai đứa cháu nha. Trời ơi. Ủa có hai đứa ở đây vậy đó hả con? Dạ thôi rồi đợi chú xuống kìa, đợi chú xuống kìa. Hiện nay thì mấy gia đình mấy đứa bé là đang ở dốc cầu nè cô chú anh chị, mà mình lên xuống cái chỗ dốc cầu này rất là khó khăn mà không biết câu chuyện như thế nào. Giờ đi xuống thôi. Ủa cái sàn nhỏ xíu vậy, cứng không, nguy hiểm quá vậy. Ơi đây đây. Ôi ôi ngồi xuống cái thấy khỏe quá cô chú chị ơi. Đây con ngồi đây, anh trai con ngồi xuống bển, anh trai qua đây chú hỏi thăm xíu rồi, ngồi xuống bển xíu rồi. Anh trai qua đây chú nè. Hai đứa cho chú hỏi hai đứa ở đây với ai? Dạ ở cha mẹ. Ở cha mẹ hả? Với ba.
ba chị em. Rồi cha với mẹ con đi đâu? Cha mẹ con đi một lên mà. Một lên hả? Rồi còn người chị nữa hả? Dạ, nhà con hết luôn, bốn chị em mà chị lấy chồng rồi, còn ba chị em. Còn ba chị em. Rồi con thứ mấy? Dạ con thứ ba. Thứ ba chị hai rồi. Rồi em trai này thứ mấy? Em trai con thứ mấy? Út thôi, còn hồi giữa kia thì đi mà Út Linh với mẹ rồi. À vậy là Út kia đi chung với ba với mẹ rồi. Dạ. Rồi con nhà con ở đâu? Nhà con ở Duy Thanh. Nhà ở Duy Thanh hả? Dạ. Ở Duy Thanh con có nhà không? Dạ có, nhưng mà xuống đây đặt lú làm ăn kinh chảnh không có được, nên xuống đây đặt lú kiếm ăn. À, thưa cô chú anh chị, là vẫn có nhà nhưng mà nhà thì ở Vị Thanh. Vị Thanh là thuộc về là huyện Hậu Giang, ở tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang nhưng mà lý do ở chợ mặn ăn không được thì cho nên là mới xuống dưới đây để lập nghiệp là đi mò ốc đinh. Mò ốc đinh là mò dưới sông gì nè. Rồi đặt lú nữa. Rồi sao mình không kiếm chỗ ở mà lại ở dưới dạ cầu như thế này vậy con? Dạ có chỗ ở nhưng mà nhà đó chỉ tắm chỗ đó thôi chứ không ở đó chỗ đó được. Sao vậy? Tại vì chỗ đó nhiều mộ lắm, nhiều người mất, nhiều người khuất mặt mà tụi con ngủ đó không được. Ủa? Vậy là nhiều mộ rồi khuất mặt khuất mài con ngủ không được, con có thấy gì không? Dạ giống như mẹ con ngủ không được á, là cha con, tụi con nhỏ con ngủ không được. À có nghĩa là ở một cái nhà quan. Rồi ban đêm con ngủ thấy gì mà con ngủ không được? Giống như lúc đó con chưa xuống mà mẹ con nói gì á, mẹ con ngủ không được thì cha con cũng không cho tụi con ngủ. À, thưa cô chú anh chị, là mình cũng có ở chỗ nhà quan nữa, là chứ không phải là ở dốc cầu này, nhưng mà khi ở chỗ nhà quan á thì ban đêm lại ngủ á, là thấy những cái điểm à, chắc có lẽ là do chị sợ hay sao, thấy những cái điểm không tốt cho nên là không dám ngủ. Cho nên là cũng có những đứa bé như thế này thì cũng không dám ngủ luôn. Thì cái chỗ nhà đó là người ta bỏ hoang hay là sao con? Nhà một năm người ta cũng có gì như là cho thuê vậy. À, lỡ tắm thì lỡ nó tắm. À, có nghĩa là chỉ ban ngày là mình đi lại đó mình tắm thôi. Tắm thôi rồi ban đêm là mình về đây mình ngủ đây như vậy. Dạ. Rồi sông nước như thế này rồi thằng em con rồi sao? Thằng này nè, rồi con biết lỗi không? Con biết. Biết hả? Đây là chú gì cho chú gắn thêm micro vô đây các bạn. Con biết lỗi rồi thằng con ở nhà là giữ em trai này. Dạ. Em này thấy mạnh dạn quá trời luôn rồi em dạ. Biết lỗi không? Dạ, không biết được nhưng mà trên lời cạn thì nó bơi được mà ra sâu nó chìm. Sáng giờ hai đứa ăn gì chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Thế nào? Cha mẹ con về. Cha mẹ về hả? Ồ thôi cô chú anh chị hai cô về luôn rồi kìa. Đây là chú mua bánh cho ăn nè. Đây chú tặng bánh nè. Cha mẹ con đó hả? Dạ. Ôi ơi. Cái chú hồi nào mà nãy mới lại quay nữa. Rồi đây. Rồi nè, bánh này con lấy bánh ăn đi. Cô chú anh chị cũng tình cờ cha mẹ về luôn. Bữa nay mò có không anh chị? Dạ hả? Thôi tình cờ em đi nghe em gặp hoàn cảnh gì em xuống đây em quay. Cũng không có xin phép anh chị trước nữa, tại không có anh chị nhà. Thôi giờ lỡ rồi anh chị lên đây cho em hỏi thăm xíu đi. Anh chị lên em hỏi thăm xíu à. Rồi mình đi làm như vậy rồi bỏ rồi đứa bé ở nhà, hai đứa nhỏ ở nhà thế có nguy hiểm quá vậy anh? Ở sông nước như này. Dạ. Ăn bánh đi con, ăn bánh đi. Nè, xé ăn đi con. Nè. Trời ơi. Rồi nè, gái ăn đi con. Dạ, con chưa đói. Ê, anh trai chừng đụng cái camera chú vẫn xong nghe con. Nè, ăn đi con. Ê, trai ơi, trai, xuống đây với chú nè. Xuống đây với chú nè. Con có chuyện đụng camera chú vẫn xong nha. Kỹ nha con. Xuống đây.
Để chú hỏi thầm xíu ăn bánh nè con. Nè, ăn bánh nè. Sao vậy? Sao không ăn? Con tên gì? Phạm Phú Nhân. Phạm Phú Nhân. Hồi sáng giờ con đi đâu? Con dã lú chung với mẹ. Sáng giờ con đi làm với mẹ. Ngày nào cũng đi hết. Rồi con đi gì, con còn đi học không? Dạ còn. Hả? Có. Có đi học rồi giờ chuẩn bị vô học rồi về. Không, con học ở đây. Học, học ở đây rồi học cái nào? Học ở bên sông. Vậy hả? Bánh. Ủa, anh chị cho nó nhập học ở đây luôn hả? Để chào ông bà. Anh chị vừa về luôn nè. Vũ nãy giờ đến chia sẻ với đứa rồi. Mình tính đi về rồi đó. Gặp anh chị về Vũ quay lại nữa nè. Tình cờ là quay nhưng mà tưởng đâu có hai đứa bé này không cô chú anh chị, nhưng mà giờ cha mẹ đi vợ lú ra về luôn. Anh chị lên đây cho em hỏi thăm, cái này cứng không biết nữa. Ờ ăn đi con. Sáng giờ là anh chị đi thăm lú hay là đi mò hến? Thăm lú tính mò hến luôn mà lớn quá mò hến. Được mấy em vui luôn hả? Mò hến hay nghe con si quẹo. Rồi sao bắt được không? Đồ ăn cái đâu quá nó chết rồi. Rồi chị về thế ha. Không, từ khi còn cái vợ. Lại bữa nay, Nước lớn thế vậy? Đúng không? Anh di chuyển một lần cũng rất là khó anh không? Ủa cái chân anh có tật nữa hả? Dạ, hả? À, anh lên đây với em xíu anh. Hai đứa con xích vô cho cha lên đây ngồi với con. Anh vô đi. Anh có tật. Anh đưa đứng thẳng được không? Đi thẳng được không? Đứng thì được. Mà nó cái giò nó không thẳng. Mà anh đi được không? Đứng lên anh đi được không á? Được, đi đứng đi được, đi bằng gậy á. Đi phải có gậy hả? Cho em hỏi thăm cái gia đình mình ở đâu mà anh xuống đây vậy? Em ở Quá Lụy Thanh á. Ở Lụy Thanh, Hậu Giang mình. Tính Hậu Giang ha. Hậu Giang mình. Rồi cuộc sống mình làm bằng nghề gì mà không ở trên chợ á? Ở chợ em cũng đặt lú gì nè. Hàng ngày vậy đó. Rồi sao không làm chợ mà tự nhiên xuống đây mình ở dạ cầu này vậy? Bị gì ở chợ mấy tháng này chợ nước đồng ta xạ lúa đó. Dạ. Nước trong quá. Dạ. Đặt không có. Dạ. Cái thuận em đặt kiếm đây với tôm tép mình bán nó dễ. Dạ. Em tình cờ em đi ngang. Ngang sao em thấy hai đứa bé nó ngồi ở dưới này gì nè. Rồi em thấy cũng hết hồn hết trơn luôn, rồi mới chạy qua đây hỏi thăm thử. Hôm có anh Vũ anh có xuống. Dạ. Rồi mình ở dạ cầu này lâu chưa? Ở hồi mùng 8 Tết tới giờ. Mùng 8 Tết rồi. Sao mình không cắt vô phía trong mà mình lại ở dưới mấy sông gì, thấy nguy hiểm cho mấy đứa trẻ này quá vậy? Bởi vì phía trên bờ chẳng đâu có để đồ chẳng á. Dạ. Phần xe cộ thôi đậu nữa. Dạ. Hồi nãy em có hỏi đứa nhỏ nó anh có ở một cái chỗ nhà quan. Ở nhà người ta không ở đằng này nè. Rồi sao anh không ở đằng luôn mà anh đi lại đằng này ở? Không ở đằng cũng được, mà điều mình có nhỏ đó rồi còn đêm cũng ở đằng hết mấy anh có qua thì qua luôn đi anh Vũ. Chứ anh đứng đó là nó bị án cái camera đó. Đi ngang camera dính nè. Cái ngay chân cái chỗ nhà quan đó sao anh không ở mà anh lại đây nữa? Mình thì có đứa cháu nhỏ nè. Dạ. Rồi ở đẳng đêm cái nó ngủ không thẳng giấc, là như có cái bàn thờ của quyền đó, nó là như lớn quá. Lớn quá hả? Bị hai cái ly hương á. Dạ. Cái hai tấm hình đó nữa. Rồi ngủ con đêm nhỏ nó cọ kẹ hoài, đêm nào ngủ không thẳng giấc thôi lại cho cầu này ở. Và mà khi ở lại cái cầu này ở thì lại ngủ ngon. Ngủ được. Như rồi mình ngủ ở đó mình có lúc nhan sinh không? Có, mình ví dụ như mình tới cái nhà đó là người ta cho mình ở không à. Nước mình xài nhiêu, mình đóng điện mình xài. Dạ. Như đóng nhiêu. Dạ. Còn thì chủ yếu là ta để với mình kia, mình ở đó đang thắp hương giùm ta với chiều tối á. Dạ. Là như vậy rồi chứ mà không có tiền bạc hay chứ nhà. Dạ. Chứ mình ở không vậy đó. Dạ. Rồi lại tối cái ngủ cái kiểu như chắc mình cũng thấy cái gì đó mới ngủ không được ngon ha. Ừ, cái vía kia lúc mạnh khỏe thì gì yếu yếu thấy bệnh bạ. Dạ. Anh có thấy không? Cũng có, khi mình nằm chập mắt thấy mơ mơ màng màng vậy đó. Dạ. Thì cũng mình cũng khó ngủ nữa, chứ phải là con mình khó ngủ không. Dạ. Mình chuyển về đây mình ngủ chỗ dạ cầu này là thấy gì mà là mình ngủ ngon. Thì nó khó hơn, nó khó quá hơn với rằng ngủ thẳng giấc hơn. Dạ. Tuy nó gần hơi khó nằm hơn ở trên nhà thiệt, nhưng mà thấy con ngủ còn đêm đứa nào nó thẳng giấc sáng sáng. Dạ. Bảo xuống đây. Lại đây nè con, lại đây với chú nè. Chúng cái đó. Xuống đây đi.
Ờ, xuống đây đi con, ăn bánh đi con, lấy đâu lấy oxy lấy bánh ra ăn đi con. Ngồi xuống ngồi ăn con. Chị lên đây chị. Chị lên đây là ngồi gần anh đây nè. Chị lên đây đi. Lên ngồi gần anh đó đi. Hai vợ chồng bữa nay để đi đặt cua hay là cá gì đó có không? Có được đâu chừng chục con cua kìa. Mà nó chục chết đâu mà bao cũng còn. Dạ. Thì nó ngạt oxy á. Dạ dạ. Rồi cá. Cá thì ít. Cá này ít. Cả dạ. Chừng nửa ký vậy. Rồi thu nhập của mình một ngày vậy là kiếm được nhiêu tiền á? Cũng tùy theo bữa anh ơi. Có bữa không bán được ngàn nào hết trơn á. Dạ. Có bữa bán 100 ngoài, 200, khi mấy vài chục ngàn cũng không dừng. Dạ. Sao mà ở dưới quê không có công việc gì làm sao mà tự nhiên mà đi mình ở dạ cầu gì mà bỏ hai đứa con nhỏ mà nó ở dưới mấy sông gì nó rất là nguy hiểm luôn. Ở chợ nó thì ngay mình cũng đi đặt mò lú hoài vậy nè. Thì ở chợ nó ngay nó cực hứng cái này dữ lắm. Dạ. Ở chợ nó phải mình đặt gọi là từ 7 giờ đến 10 giờ muốn bơi đi canh lú hoài à. Tới dạ. Tới 12 giờ 1 giờ dở rồi. Ra đâu dạ. Ngủ nghe được đâu. Dạ. Phải tranh thủ sao mà tới dở rồi là phải 5 giờ dậy cho tới Duy Thanh mà. Dạ. Ngồi bán lẻ không phải mình cân. Dạ. Nếu mà cân không hết á, thì bán không hết á, thì về cũng bỏ ốp đá bỏ là đâu có gì đâu. Dạ. Còn như ở đây thì mình cua tôm tép khẩu mà. Dạ. Mình bán giờ nào cũng được. Rồi mấy đứa bé này nó còn học không anh? Nó cũng còn học. Họ bị họ nó nghỉ hè nó xuống đây nè. Dạ. Rước nó xuống giờ tới giờ học thì cũng ngay giờ cũng có mình có cái định để cho cháu nó học dưới đây luôn rồi. Dạ. Rồi ở quê mình có nhà không? Có nhà. Có nhà hả? Dạ. Có nhà rồi nhà đó giờ ai ở? Đóng cửa lại bỏ đó, hai chồng đi mà qua tháng tháng hơn một năm ở nhà chừng tháng ngoài 2 tháng là dữ lắm rồi. Ờ cái nhà dạ. Nhà cũng nhà tình thương ta tặng ha. Dạ. Dạ. Rồi em đi ngang đó, nghe trên đường đó em dòm sao thấy có hai đứa này sao mà nó ở dưới mé này có mình nên nó như vậy trời thấy nguy hiểm quá. Thấy vậy em mới tìm tới mà qua đây em mới hỏi thăm thì người ta nói là có hai đứa nhỏ, ba người lận mà anh chị thì đi đặt lú rồi. Bởi vậy em mới chạy qua đây. Rồi vậy như theo như thu nhập ngày hôm nay sáng giờ anh đi là được nhiêu tiền? Chừng đâu chừng 100 ngàn gì mới được, 100 ngàn. Dạ. À, ông ngồi xuống bảo à. Ăn uống ngủ nghỉ vậy là ở trong đây vậy đó ha. Ừ, hồi trước á mình có cái vỏ bự á mình mướn người ta đậu đi nè. Mình có cái vỏ bự mình đậu mình ngủ với vỏ. Dạ. Lú mình cũng mướn rồi vỏ mình cũng mướn. Dạ. Rồi người ta mình đặt thất khót quá không có đủ tiền trả người ta đó. Dạ. Rồi nó người ta xuống người ta cũng lấy về trả ông ta đặt. Dạ. Rồi tối ngủ là bao nhiêu người ngủ có bị lớn đây đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái bùi vật bị lớn đây là 5 người. Nè 5 người. 5 người ngủ trong bùi vạc này là cô chú anh chị mà ở dưới mé sông nữa. Ừ, mấy cháu thì ngủ trong đây ra đây vô trong mé trong mày rồi vợ ông ngủ nằm ngoài. Rồi nó cao thấp gì nè, đây nè còn một cái nhô lên ngay đây nữa nè. Nó lú lên cỡ này gì nè. Sao anh chọn cái con đường này thấy khổ quá vậy anh? Vậy chứ hồi trước đi bằng cái vỏ ngủ cái vỏ không à, đang ngủ như này. Dạ. Giờ người ta lấy cái vỏ rồi phải đóng cái bùi vạc này lên, chuẩn bị bùi vạc này như mình lên đây đang đứng nó nấu con ăn cho dễ vậy nè. Dạ. Cái vỏ này vô mé bò này không được, cái này thì có đá. Dạ. Rồi nó cạn nữa. Mà đóng những cái cây nó chỏm lên chỏm xuống nữa, nó không được bằng thẳng nữa. Ngồi gì không là thấy đau rồi nè. Đâu có dán đâu thì đi mua ba cái lóng nè. Dạ. Chặt ra rồi bệnh nó lại. Cũng đâu dám đóng đinh đâu, đóng đinh thật ác. Dạ. Rồi anh ở đây là từ hồi Tết tới giờ luôn. Ừ thôi em xuống đây ngày bữa mùng 8 Tết. Dạ. Bảo ngồi xuống cho cha nói chuyện với Bảo à. Mùng 8 Tết mà bây giờ thì vô tháng 8 rồi. Ở đây cũng 7-8 tháng rồi cô chú anh chị. Mà ngủ ở trên cái giường cây gì nè. Ờ, để kéo cái bánh này qua đây con đưa cái bọc đó cho chú ơi. Rồi con dở cái con đứng lên con dở cái chiếu cho ông bà cô chú coi cái chỗ đó. Con đứng lên luôn con, đứng lên luôn. Đứng lên luôn. Dở cái chiếu này lên luôn. Sập xuống luôn rồi nè cô chú anh chị thấy không? Thì vừa ba bụi lum. Cái chỗ ngủ mà như vậy nè, ông bà cô chú anh chị thấy cái tội ghê. Mà chỉ có ba cái cây làm cái đòn nữa. Thang tre rồi, để rồi kéo lại để con sụp dò dưới đó con. Rồi kéo chiếu lại. Kéo chỗ này ngắn lên gì? Chiếu rồi, nó cái thì... cây này nó nhô lên luôn nữa nè. 5 người mà ở trong một cái chỗ ở như thế này, ở dưới dạ cầu của chú anh chị thấy tội quá. Vậy
chứ mình nghèo đi làm ăn làm mướn thì có cái chỗ này cũng quý lắm rồi. Dạ. Che mưa che nắng mấy đứa nhỏ. Anh có dự định sắp tới anh có thể thay đổi gì không? Cũng chưa có biết nữa. Để mình bằng có tiền để đâu mình sống mình kiếm mua cái vỏ bự bự làm sạp nghỉ ngơi dưới. Cái vỏ máy giờ khoảng có nhiêu tiền không? Theo mà cái máy không có rồi, biết cái vỏ không à. Vỏ giờ cũng 20-30 thôi. Có đâu. Cỡ nếu mà vỏ mới thì có 11 triệu trở lại. Dạ. Yeah. Khoảng 11 triệu là mình có thể mình đặt lũ đồ này kia rồi mình sinh hoạt trên đó là vừa đủ luôn ha. Đủ. Đấy. Là mình vận chuyển mình tới lui này kia rồi là dễ dàng hơn ha. Dễ dàng. Khoảng 11 triệu là có thể là thay đổi cuộc sống ảnh là đỡ hơn chút xíu của chú anh chị. Hiện bây giờ đang nằm ở những cái giường đó thằng nhỏ bé đi sụp lỗ luôn. Bảo nó không nghe trời. Đừng có chạy nữa con, chạy hơn con té xong đó. Thằng bé này nó không biết lỗi mà anh dám để cho nó ở nhà dưới sông mình nên gì đó. Nó vậy cho nên nó khôn lắm, đi em nó quen sông nước rồi. Quen sông nước hả? Quen sông nước. Nó đi hồi nó đi hồi nó mới có 2 tuổi tới giờ đó. Dạ. Con trai ở đây ngồi nè, con trai cũng đừng chạy tới luôn, nó chạy thôi. Còn em dằn cái camera chú xuống sông luôn. Bây giờ là hiện giờ chỉ còn bé này học. Hai đứa này học học ở trường ở đây luôn. Tính học trường dưới này luôn. Còn thằng này thì có gửi mẫu giáo không? Chưa có gửi nè, hôm nay nó gán gửi cho nó học luôn mà nó còn chưa học đâu mẹ ơi. Dạ. Anh tên gì nè, anh tên gì? Em tên Phạm Quỳnh Phong. Phạm Quỳnh Phong, con chị? Tên Nương. Chị Nương hả? Hai ông bà là hôm nay nhiêu tuổi rồi? Em nay 43 tuổi. 43 rồi chị? 41 hả? Hai chồng mới bốn mấy tuổi mà bốn con hả? Ủa ba người con rồi. Bốn. Còn nghe nói còn có chị là chị gái lớn gả hả? Gái lớn hả? Gái lớn gả về cũng về tỉnh này nè. Dạ. Vừa sống đỡ không? Gái lớn khá không? Cũng hai chồng nó cũng nghèo đi làm trên Bình Dương vậy đó, Đồng Nai vậy đó. Dạ. Trời ơi, ở người ta ở nhà cầu thì rất là nhiều nhưng mà đâu có ai mà ở giống như anh chị gì đây mà. Ở ngoài đó nè. Em thấy là tội nghiệp, phương nghiệp nhất là ba đứa nhỏ là ngủ chơi với anh chị mà ngủ trên cái giường của bị lớn ở đây. Mà lại mà có nguyên cái gu lên nữa nè. Cái cây mà nọc là đóng xuống dưới rồi giờ nó chỗ lên luôn rồi. Nó ba đứa này không nằm chiếm dạt cái anh chắc nằm sát mé này luôn quá. Rồi quần áo thì má đại gì hả? Ở địa phương đây rồi có hỗ trợ cho anh gì không anh? Có này mà bây giờ có mấy anh của đội của anh Vũ cũng ổn có xuống nè. Dạ. Yeah. Cũng ảnh nó để ảnh làm cho cái kiếm cái chỗ nào với, cũng dưới bến gì nè cho vợ chồng con cái ở cho mấy cái nào học. Dạ. Yeah. Mà quan trọng là có người ta có cho mình cái bến nào để mình ở đỡ không? Ảnh nghe mấy ảnh nói là mấy ảnh làm mình có chỗ luôn thì cách luôn cho mình để làm cho mình có chỗ ở luôn á. Dạ. Có nền của nhà. Có nghĩa là ta làm sẽ làm sẵn cho mình, kiếm chỗ làm sẵn cho anh chị. Mấy anh cũng nói rồi đấy, bữa làm đó. Rồi chỗ cái nhà quan đằng kia rồi ban đêm chị ngủ sao mà chị không dám ngủ? Dạ, có ngủ ảnh với mình đi lại đảng ngủ rồi sợ mấy đứa nhỏ này nó cũng như bằng đêm hôm cũng khóa rồi thấy là cũng không dám ngủ rồi bỏ, sợ bỏ mấy đứa này mình đi dở lú bằng đêm nè. Dạ. Rồi bỏ mấy đứa con ở nhà thôi, thấy gì kệ ở dưới này đi cho đỡ hơn. Dạ. Ở dưới này cho nó sáng hơn ở đây. Dạ. Ở đằng kia cũng nhà người ta cũng bỏ. Bỏ lâu rồi nhưng mà người ta nản cũng ở trong nhà đó không thì bỏ lâu quá nữa không ai ở. Dạ. Như Tết ta lại người ta về được 1-2 người, cái bữa với hai đi rồi cũng bỏ quanh năm suốt tháng mấy năm nay rồi ở mình ở đâu cũng được đâu, khó khăn. Dạ. Thì giờ người ta cho mình ở đó, mà cái mấy những người bước mặt bước mày sợ nó ghẹo chọc con rồi nó tốn tiền hơn mình nè, mình ở đây nữa. Ủa sao tốn tiền hơn là nó ghẹo? Vì cái nó phá ghẹo chọc hoài. Cho mình nóng ho rồi đó. Nóng ho hoài. Thôi. Kể xuống đây làm cái sàn hồi đó thì còn cái vỏ mướn được cái vỏ của ông anh đánh. Dạ. Thì mới lấy chừng hơn 10 ngày nay.
Cái vỏ là cái vỏ mica hay là vỏ cây ta? Vỏ mica. Vỏ mica hả? Bây giờ cô chú anh chị thấy là ba đứa bé mà với hai vợ chồng là 5 người mà ở cái chỗ cái bia lớn ở đây. Vì đúng vừa cái chiếc chiếu luôn. Ăn uống ngủ nghỉ ở đây luôn. Tội nghiệp chứ là bé này nó quá trời nhỏ luôn. Cho con ăn bánh con. Lấy bánh ăn liền. Mẹ trai ăn bánh đi con. Sao không ăn? Bé ngoan lắm cô chú anh chị. Đưa cho ba bánh dạ không không ăn là nó dạ không. Nè bánh nữa nè. Ăn đi con. Em thấy giờ anh chị phải tìm cái hướng khác chứ bây giờ cái hướng này là không lẽ giờ mình sống hoài với sông gì hoài sao? Thì nói chung thì mình không có đất ruộng gì á, đó là nhà không à. Thì đi đâu giờ cũng có cái nghề lú không chứ mình thì đâu có ai mướn gì đâu mà. Con giò đó ai mướn mình đâu. Dưới anh có tập cái chân nữa. Thì ra sống về nước như là găng lưới rồi đặt lú rồi mò hến nè. Dạ. Những làm cái việc mà ở dưới sông không à, còn lên bờ mình bóc giác không đinh là đâu có được. Dạ. Cái vỏ cỡ bị lớn đó không anh? À, cỡ đó. Cỡ bị lớn đó là 11 triệu đó hả? Dạ. Là mới luôn nè. Mới trên dài luôn. Dạ. Còn dụ nửa sạc dưới sông thì nó bán người ta xài qua tay cũ rồi cũng 60 triệu, 5-6 triệu vậy đó hả? Dạ. Có ai bán vỏ cũ không? Ta cũng kêu người này kia người ta nói cũng kêu bán nhóc kìa mặc là mình không có vốn tiền để mua á. Nếu mà vỏ cũ thì 5-6 triệu rồi cô chú anh chị, còn vỏ mới thì khoảng 11 triệu thì có thể là giúp đỡ cho gia đình anh chị đây là xuống vỏ là ngủ sẽ thể ngon hơn. Mình ngủ trên cái mấy cái cây này là anh thấy quá trời nguy hiểm mà có thể là anh chị đi tới đâu vẫn chở con cá theo tới đó được luôn. Dạ, được chở lên hết luôn. Dạ. Mình kiểm soát cho nó dễ. Dạ chứ giờ bỏ như thế này mà lỡ như bé nó hai đứa này, ví dụ con bé này thì nó biết được, còn thằng này nó quá trời nó nhỏ rồi. Thằng này theo nhưng mà con gia đình ta mà dễ chịu. Nói nãy hoài không nghe. Đi lên trên này con, họ trúng cái đó đó. Ôi mấy con đi, hơi mấy con đụng cao ga chú văng xong là chết chú luôn. Đây lên chú xíu đây. Trời ơi, thấy rồi mạnh dạng này, mạnh dạng này lớn lên là cứng khừ luôn đó. Lấy bộ đồ của anh nó mặc nó dành bộ đồ nó mặc giống thênh thang vậy đấy. Cô nói nó mặc rồi. Nè con trai chịu lên bờ ở không con? Không hả? À, chịu ở cái sông gì đó hả? Nè mạnh dạng tay gì đập con ta dễ gì ta cho xuống mấy sông gì đâu. Tại vì cuộc sống của mình thì giờ nó đã như vậy rồi biết sao giờ mình đâu có đường lựa chọn nào khác nữa. Đúng rồi. Rồi trước giờ ở dưới quê cũng là làm nghề lú này luôn. Ừ, cũng nghề lú rồi nè, cũng sống với cái vỏ á. Dạ. Đi. Hồi trước có cái vỏ thì trước cũng nghe lời người ta đi lên Đồng Nai cái dập hai chồng đi lên chảnh bằng cái bán vỏ bán lú hết trơn lên chảnh bằng không được giờ về quay về nhà cái mất trơn rồi. Không. Dạ. Có gì đâu. Ra về nhà cái đầu bằng tạo điều kiện ra mướn người ta. Dạ. Trước đây là cũng đã từng ở trên Đồng Nai rồi. Có. Mà làm ăn không thành công. Dạ. Dạ. Bởi vì trước ở trên Đồng Nai anh làm cái gì ạ? Anh chạy vô xưởng gỗ mà lột vỏ cây á. Dạ. Lột bìa á. Hai vợ chồng đi hả? Dạ. Lúc đó có mặt mấy đứa con này luôn chưa? Hay là... Có con nhỏ này à. Anh trai ơi, chừng té hả con? Bà nói rồi con. Có ba đứa chưa có con nhỏ này thôi? Chưa có nhỏ này. Nhỏ này khôn thiệt. Thế cưng quá trời cưng. Thôi về nhà chú ở nha. Đi về nhà chú ở đi rồi vài bữa ba mẹ qua rước. Không chịu hả? Sao không làm cái bụi dạc gì cho bự ra tí xíu gì đâu mà chỗ ngủ của anh chị là 4-5 người mà ngủ có tí xíu là gì. Ê cái này là anh đi mò mấy cái này đó phải không? Không cái con kia kìa, cái con nằm ở dưới đất á. Ốc đinh hả? Chứ không phải mấy con đó hả? Không phải, con này mới hết. À, mới hết. Con vài bữa nè, người ta cũng mua con này cũng đi mò con này nè. Qua gầm này là người ta mua con này nè. Được mấy con cua đó chết chân hả? Ờ, được mấy con chết chân. Dạ. Quá trời luôn, lần đầu tiên mà mới gặp được cái hoàn cảnh mà ở với mấy sông mà ở chỉ có duy nhất là cái chiếu này thôi. Trên chiếu này thôi. Đã ở dạ cầu thì ở cũng nhiều lắm chứ không phải là không có, nhưng mà ta sẽ cắt luôn nguyên cái khu trên kia luôn.
mình chung ở với cầu ở tạm thôi chứ nhà mấy ông nhà nước cũng đâu cho nở ra cầu đâu. Dạ dạ, thì ở vậy. Nhưng mà ít ra những người kia người ta ở vẫn còn ở được cái, ở trên bờ tí xíu. Nó sẽ thoải mái hơn là cái anh ở cái chỗ này về thấy nó quá trời luôn rồi. Trên bờ thì có cái chỗ của anh trên này là người ta buôn bán người ta là ở trên. Dạ. Cứ như ở trên bờ là như ta ở trên trong địa phương á, như đất người ta hồi trước á, ở đó là người ta làm cầu đó. Dạ. Yeah. Người ta ở được, còn mà ở phía xa đâu có dám lên bờ kia tùm thì chạy đâu. Dạ. Yeah. Anh ngoài cái chân teo còn bị bệnh gì nữa không? Em bị bệnh chỉ á, rồi cũng mới mổ đây à. Người ta cũng dặn đừng có xuống nước mà lặn hộp quá khi nó đông cái nước dơ vô rồi sao nó bị nhiễm trùng á. Dạ. Yeah. Cũng qua cũng mấy tháng rồi cũng gắng lội lặn đi làm chứ. Yeah. Cũng đau nhức gì xương khớp gì không? Nói chung mình có bệnh đó không à, bệnh chỉ. Yeah, đó. Yeah. Nói chung cũng đỡ, có một cái là mình không có bị bệnh nhiều cũng đỡ. Em từ cờ em qua đây em cũng không có chuẩn bị trước, không biết em còn được nhiêu tiền mình. Tại vì nãy giờ em cũng đi quay mấy cái hoàn cảnh này. Gửi cho anh ít để anh có mua đồ cho bé vậy mua. Nãy giờ em tài cũng đi quay khá nhiều hoàn cảnh rồi định về luôn đó cô chú anh chị. Đâu có biết chỗ này đâu. Rồi chạy cái đường bên sông bên á, sao nhìn thấy hai cái đứa nhỏ. Hai đứa cháu nhỏ này nó ngồi trong ngóc có mình lên đây à. Rồi mới lên trên bờ chở anh hỏi người ta. Hỏi người ta thì người ta nói có nguyên gia đình 5 người. Năm người đang ở dưới này, ba đứa bé và cha với mẹ, mà cha thì có đặt cái chân nữa, hàng ngày đi mò ốc mò hến về dưới sông, đặt lú đầu dưới sông đó cô chú anh chị, để kiếm sống nuôi cho mấy đứa nhỏ này nó ăn học. Thì ở đây là ở dưới một cái giờ cầu, mà cắt cây cầu thì nó cắt cái chỗ ngủ thì nó vừa cái bùa cái chiếu này à, vừa chiếu này mà cây nó đương thưa như thế này thì ở thấy cũng rất là khó khăn. Thì giờ thôi em cũng xin chức cái tiền quỹ của cô Châu ở bên Mỹ gửi anh chị 1 triệu ha. Yeah. Em hy vọng cái video này phát lên thì cô chú anh chị có thương được gia đình anh nãy nói tên gì quên này, Phạm Quỳnh Phong, thương gia đình anh Phong thì tài trợ cho anh Phong cái giỏ đang chở nguyên gia đình đi cho nó dễ hơn, chứ giờ nếu mà hai vợ chồng đi thì bỏ ba đứa con dưới này thì thấy nó rất nguy hiểm về sông nước. Thì cái giỏ nó tầm khoảng 11 triệu là cái giỏ bự luôn đó, là anh có thể là hành nghề của anh là đi dưới sông là nó sẽ tốt hơn là khi mà ở đây là bỏ hai đứa nhỏ như thế này. Thôi em gửi anh chị 1 triệu ha. Dạ, đây cho em gửi. Anh chị cảm ơn cô Châu ở bên Mỹ giúp em. Dạ, em còn cảm ơn cô Châu rất là nhiều. Nhưng dạ. những cái hoàn cảnh của tụi em ở trong nước, cô có giúp cho em cho em được 1 triệu bạc tiền này. Dạ. Như em cũng sống trang trải qua những cái ngày mà em bận thiếu thốn. Dạ. Dạ. Em cũng mang ơn cô Châu nhiều lắm. Em mang ơn lên trên là anh định. Dạ, cô Châu, em tên Tài. Dạ, dạ. Xuống đây con. Em cũng cảm ơn cô Châu rất là nhiều, cô Châu. Dạ. Thì anh Tài, anh có lòng xuống đây, anh thăm hỏi vợ chồng của em gì đó. Tại vì thấy ở mấy sông này thấy cực quá cô chú anh chị. Mà nguy hiểm nhất là mấy đứa bé. Thì cũng từng cờ nãy chạy mấy bên sông mình á, có dòm qua thấy hai đứa nhỏ gì là chạy qua luôn. Thôi nãy giờ video cũng dài thì chắc có lẽ là anh Tài cũng chắc xin tạm ngưng video tại đây. Anh Tài chúc quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Cô chú anh chị có thương hoàn cảnh của gia đình anh chị hiện nay là đang ở dưới mé sông gì, cô chú anh chị tài trợ cho anh một cái giỏ có thể là bự hơn thì anh dễ dàng hơn trong cuộc sống. Anh đi hàng ngày thì có thể là anh chở những đứa con anh theo luôn chứ không thể nào mà bỏ nó dưới mé sông gì. Thì em Tài cũng nếu mà cô chú anh chị có ủng hộ thì cứ liên hệ với kênh của em Tài. Em Tài sẽ trực tiếp qua đây để cùng anh đi mua giỏ. Thì chắc có lẽ là hiện giờ là video quá dài thì em Tài xin tạm ngưng video tại đây ha cô chú anh chị. Dạ em xin chào ạ. Yeah.